Kính thưa quý vị các bạn thân mến, tiếp theo chúng tôi xin làm tiếp cái phần chương 1 những chuyện phi luân, dâm loạn, tham tàn và mang rợ trong Kinh Thánh Kitô. Thì chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này trong cái chương này. Cựu ước và Tân ước là những tập sách gồm có những chuyện hư cấu do bọn thầy cúng bất lương người Do Thái bị đặt ra với chủ tâm phỉnh gạt người dân Do Thái để củng cố quyền lực chính trị và mở mang nghiệp vụ buôn thần bán thánh. Ngoài những luật lệ trong xã hội thời bấy giờ, Kinh Thánh còn có những câu chuyện hoang đường nặng tính lừa dối người đời để củng cố quyền lực và những hành động thâm tàn bạo ngược ức chế người dân dưới quyền như A. Trong Cựu ước có những tín lý cũng là lời dạy của nhà thờ Vatican. Trong thuyết sáng tạo, trong đó có tội tổ tông được ghi rõ ràng trong sách Sáng Thế Ký từ chương 1 đến chương 4. Nội dung của chương 4 chương sách này nặng tính hoang đường, phi lý, loạn luân, độc ác và giả man. Hoang đường như chuyện Chúa tạo dựng nên vũ trụ trong 6 ngày, dùng đất sét nặng thành hình người nam được đặt tên là Adam, và rồi hà hơi thành con người sinh động với tất cả thất tình và lục dục. Sau đó Chúa lại lấy đất nặng nên người, nên các loài thú đồng và các loài chim muông, rồi lại véo một cái xương sườn của thằng Adam làm vật liệu nặng ra một hình người nữ đặt tên là Eva. Và chuyện con rắn biết nói phi lý là và loạn luân như chuyện thằng Cain có vợ. Vào cái thuở loài người mới chỉ có hai vợ chồng Adam và Eva, và cặp vợ chồng này chỉ mới sinh hạ được có hai thằng con trai là Cain và Abel mà thôi. Xin hỏi người đàn bà nào trở thành vợ thằng Cain nếu không phải là bà Eva, người mẹ nó? Một chuyện loạn luân khác được nói rõ ràng trong sách Sáng Thế Ký nơi chương 19, 30, 38. Mấy đoạn văn này kể lại chuyện ông già Lót và hai người con gái đã ở vào tuổi thành niên chạy vào lánh nạn ở trong một hang núi. Hai đứa con gái bàn nhau phục rượu cho bố say mềm, rồi chia nhau làm tình với bố chờ đến khi cả hai cô cùng có chữa và sanh đẻ ra con đàn cháu đống. Đám con cháu của hai cô gái loạn luân này là dân Mobitet và dân Amotnitet. Độc ác và giả man. Ông Chúa bố Jehovah đang tâm trừng phạt loại người phải đời đời mang tội tổ tông chỉ vì hai vợ chồng đắc xét Adam và Eva đã dám ăn một trái táo trên cây hiểu biết. Việc trừng phạt này cho thấy Chúa bố Jehovah muốn bắt loài người mãi mãi ở trong tình trạng ngu dốt. Ngoài ra, người ta còn thấy rất quá nhiều những tín lý lời dạy cực kỳ ác độc và hết sức giả man của Chúa bố Jehovah trong Cựu ước. Tiêu biểu một vài đoạn như sau: phục truyền luật lệ ký, còn gọi là đệ nhị luật, Deuteronomy 12:27, phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những âm thần mà họ thờ. Phục truyền luật lệ ký 13:6-10. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thân thiết ngươi dục ngươi cách mặc nhiệm mà rằng ta hãy đi hầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, 7, tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này cho đến đầu kia của đất, 8,
thì đừng nhường nhịn nó, đừng nghe nó, mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ dung tha hay che chở nó. Chính ngươi chắc chắn phải giết nó, bàn tay ngươi phải là bàn tay đầu tiên giết nó, rồi kế sau là các bàn tay của cả dân chúng. Thi Thiên 137:9. Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Babylon mà đập vào đá cho chết. Sa-môn 15:23. Hãy đánh dân A-me-lét và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết. Chúa cũng được vui khi người dân của Chúa bị giết chết, bị tiêu diệt, bị bứng đi. Đề Nghị Luật 28:63. Chúa giết sạch cả người tốt lẫn kẻ xấu. Rót 9:22. Ezekiel 21:8. Và cười thoải mái khi thấy người vô tội chết. Rót 9:23. Trong Tân Ước cũng có rất nhiều lời dạy tín lý phản nhân luân và vô cùng độc tài, độc ác, ích kỷ và ghen tuông của Chúa con Giê-xu. Sau đây là một vài thí dụ. Luca 19:27. Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. Matthew 10:34-37. Ta đến đây không phải mang lại sự bình an mà là mang gươm giáo. Ta đến để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. Matthew 10:21. Người anh sẽ nộp em để cho bị giết đi, người cha sẽ nộp con để cho bị giết đi, con cái sẽ nổi lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ bị chết. Nói về những bất hòa xảy ra trong gia đình gây ra bởi Kitô giáo. Gioan 15:6. Nếu người nào không ở cùng ta, hãy ném nó đi như một cành cây khô, và người ta sẽ nhặt nó ném vào lửa cho cháy rụi. Những lời này đã là tiền đề cho Kitô giáo thiêu sống những kẻ lạc đạo. Gioan 2:4. Người đàn bà kia, ta với ngươi có mắc mớ gì với nhau? Đó là lời Giê-xu nói với mẹ. Những khu rừng tội ác như phi luân, loạn luân, dâm loạn, siêu tham tàn và siêu mang rợ trong Kinh Thánh Kitô được học giả Robert Ingersoll nhận xét rất chính xác, được giáo sư Trần Trung Ngọc ghi lại và kèm theo lời ghi phụ ghi của ông như sau. Một người nào đó phải nói lên sự thật về cuốn Thánh Kinh. Những nhà giảng đạo trong nước Mỹ không dám vì họ sẽ bị đuổi khỏi các bục giảng. Những giáo sư đại học không dám vì họ sẽ mất đi đồng lương. Các chính trị gia không dám vì họ sợ sẽ bị thất bại, đánh bại. Các chủ biên không dám vì họ sợ sẽ mất độc giả. Các thương gia không dám vì họ có thể mất khách hàng. Ngay cả những công chức thường cũng không dám vì họ có thể bị đuổi. Vậy thì tôi nghĩ chính tôi sẽ phải làm việc này. Ingersoll viết bài này vào cuối thế kỷ 19, khi mà Kitô giáo còn ngự trị trên nước Mỹ. Cuốn sách này đã gây nên cảnh cha mẹ làm đổ máu những trẻ sơ sinh. Cuốn sách này đã là trường bán đấu giá. Trên đó người mẹ nô lệ đứng nhìn đứa con
nhỏ phải bị chia lìa khi bà mẹ bán đi. Cuốn sách này chứa đầy thuyền kẻ buôn nô lệ và làm da thịt con người thành món hàng hóa. Cuốn sách này đã nhúm lửa thiêu sống những mụ phù thủy và những thầy pháp. Cuốn sách này chứa đầy tối tăm với những quỷ và ma, và thân thể con người với những ác quỷ. Cuốn sách này đã làm ô nhiễm đầu óc con người với giáo điều ô nhục về hình phạt đầy đọa vĩnh viễn của Giê-xu. Cuốn sách này coi đức tin như là đức tính cao nhất và là sự tìm tòi hiểu biết như là tội ác lớn nhất. Cuốn sách này đã đặt kẻ ngu dốt và những vị thánh nhơ bẩn lên trên triết gia và những người nhân đức. Cuốn sách này dạy con người coi thường những niềm vui của đời sống này để có thể sung sướng ở đời sau, bỏ phí thế giới này vì thế giới sau. Tôi công kích cuốn sách này vì nó là kẻ thù của sự tự do của con người, là sự cản trở lớn nhất của sự tiến bộ của con người. Chúng ta được báo rằng trong ngũ kinh, Thiên Chúa vị cha chung của chúng ta đã trao hàng ngàn thiếu nữ còn trinh sau khi đã giết cha mẹ, anh em họ để cho những con người mang rợ thỏa mãn lòng dục của họ. Ingerson quên rằng chính Thiên Chúa cũng có phần. Cuốn sách này đó là cuốn kinh thánh đấy. Nếu thần Gia-vê sống như những thần dân mà ông ta cai trị, và nếu ông ta theo đúng những luật mà ông ta đặt ra, thì ông ta sẽ là người nuôi nô lệ, là kẻ buôn bán trẻ con, đánh đập phụ nữ. Ông ta sẽ phát động những cuộc chiến tranh diệt chủng. Ông ta sẽ là những người đa thê và sẽ phanh thay vợ ông ta nếu bà ta theo một tôn giáo khác với ông ta. Sự thật là trong thời đó, con người đã vì nghiên cứu kỹ Thánh Kinh nên đã giết vợ, giết con. Họ đọc Thánh Kinh rồi dùng những kìm cặp nung đỏ để hành hạ xác thịt con người. Họ đặt Thánh Kinh xuống để có thì giờ đổ chì nóng vào tai đồng loại. Họ ngưng đọc cuốn Thánh Kinh thiêng liêng đó để có thì giờ sâu xé đồng loại, trói chặt họ trong xiềng xích, và rồi lại trở lại để đọc Thánh Kinh, để mặc cho nạn nhân của họ chết rục trong ngục tù tối tăm. Với sự thất vọng, họ ngưng đọc Cựu Ước để có thì giờ đóng cọc xuống đất, đi kiểm những bó củi và thiêu sống người lành và người lương thiện. Ngay cả những linh mục cũng đã ngưng đọc Thánh Kinh đủ lâu để nói lên những lời giả dối xuyên tạc về đồng bào của họ. Không có một tội ác nào mà những người đọc Thánh Kinh, tin Thánh Kinh, thờ phỏng Thánh Kinh không làm. Không có một điều ác ôn nào mà một số người đọc Thánh Kinh, tin Thánh Kinh và bảo vệ Thánh Kinh không làm. Những người tin Thánh Kinh và bảo vệ Thánh Kinh đã chất đầy thế giới này với những sự vu khống. Hàng ngàn các bà mẹ đã đưa Thánh Kinh đi cho con cái mà không hề biết trong đó có những gì. Họ chỉ theo truyền thống và như là một quy luật, con cái họ tiếp tục tôn kính cuốn Thánh Kinh. Không phải là họ biết gì về cuốn đó, nhưng vì đó là món quà của người mẹ. Tất cả những gì Ingerson viết đều dựa trên nội dung Thánh Kinh và lịch sử Kitô giáo. Robert Ingerson là một danh nhân của Hoa Kỳ. Ông vừa là một đại tá, vừa là chính trị gia, luật sư, diễn giả, nhà hùng biện, và nhất là một nhà tư tưởng tự do lỗi lạc của Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Ông có tên trong lịch sử Hoa Kỳ, trong từ điển, trong bách khoa từ điển, trong từ điển điện tử CD-ROM năm 1997, và những tác phẩm của ông có trong mọi thư viện ở Hoa Kỳ. Tượng đài ghi công ông hiện nay còn ở
Pirosa, tiểu bang Illinois. Bài này khá dài, quý vị có thể đọc toàn bộ bài đó trên có đường link. Và tôi đã lược dịch bài này và đăng trên trang nhà giao điểm trước đây. Phần trình bày trên đây cho thấy rõ là Kinh Thánh Kitô cũng như Chúa Bố Giê-hô-va và Chúa Con Giê-xu đều mang những ác tính cực kỳ khủng khiếp như ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, gian tham, tàn ác, háo danh, háo thắng, háo sát, khát máu, háo sắc, phi nhân, phi luân, loạn luân, dâm loạn, cực kỳ bạo ngược, cực kỳ dã man và bất lực trước những thiên tai như bão, lũ, động đất, sóng thần, dịch hạch và những tai ương do các ác nhân hay bạo chúa gây ra. Chương 2. Thế giới điêu đứng vì giáo hội La Mã 2000 năm qua. Chủ đề của chương sách này là nói một cách rất tổng quát về những khu rừng tội ác căn bản của giáo hội La Mã: tác oai, tác quái, gieo tai giáng họa cho nhân loại trong gần 2000 năm qua. Những khu rừng tội ác này đã được chính giáo hoàng John Paul II năm 1978 năm 2005 thú nhận bằng những hành động trong hơn 10 năm cuối cuộc đời. Mỗi lần đến thăm viếng quốc gia nạn nhân nào của giáo hội La Mã, ông cũng xin lỗi lia lịa tính ra đến cả hơn 100 lần. Sau đó ông lại cho tổ chức một buổi đại lễ vô cùng trọng thể tại quảng trường Phaero vào sáng ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, để chính ông ta và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican đứng ra xưng thú với Chúa. Sự kiện này diễn ra trước sự chứng kiến của hơn nửa triệu người tại chỗ và hàng trăm triệu người theo dõi qua các màn ảnh truyền hình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nói một cách rất tổng quát về những khu rừng tội ác này, học giả Phan Đình Diệm, một con chiên đã thức tỉnh, nhận xét như sau. Lời 2. Triều đình giáo hội công giáo Roma tự nguyện cáo thú tội lỗi của mình. Chẳng ai biết việc xét mình để nhớ ra tội đã phạm. Đã kéo dài trong bao lâu, chỉ biết cái Ủy ban Thần học quốc tế này được Đức Phaolô thứ 6 năm 1963 năm 1978 thiết lập vào năm 1969 đến nay năm 1999 là 30 năm tròn. Thôi thì cứ cho là giáo hội đã tồn tại 1000 năm. Tự xét tội mình 30 năm để thú tội 1 giờ. 7 loại mỗi tội, mỗi mối dài nửa trang. 5 hồng y và 2 tổng giám mục đọc tờ cáo thú tội từ 1 đến 2 phút là xong. 7 mối tội không phải là 7 tội. Giáo hội xưng tội theo kiểu đại loại vĩ mô. 7 mối tội đúng thật phải gọi là 7 chương tội. Mỗi chương chia ra làm nhiều đoạn, mỗi đoạn chia ra làm nhiều tiết, mỗi tiết chia ra làm nhiều mục, mỗi mục chia ra làm nhiều điều, mỗi điều chia làm nhiều khoản, mỗi khoản là một tội danh nhất định thành tội trọng. Phải xưng bao nhiêu lần cho mỗi khoản? Hình như có vẻ là các hồng y tổng giám mục không quen xét bình xưng tội, không nói rõ tội danh và thiếu những điều kiện làm cho tội ra nặng hơn tại mỗi khoản. Lời 7. Hàng ngàn năm để bưng bít và che giấu 7 chương tội đối ngoại và 1 chương đối nội là 8. Nghệ thuật tuyên truyền của giáo hội Roma phải nói là đã đạt đến chỗ cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa. Một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời. Giáo hội là thánh, giáo hội là mầu nhiệm, giáo hội là bí tích, giáo hội là hiện thê của Đức Giê-xu.
Giáo hội là duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội là vương quốc của Thiên Chúa. Giáo hội tự nhận cho mình hết tất cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng, siêu hình, vừa hữu hình, thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào. Ngoài nghệ thuật tuyên truyền, giáo hội vẫn phải xây vạn lý trường thành đức tin và buông bức màn sắc thần học lên đầu đàn chiên. Mỗi tòa giảng là một cái loa tuyên truyền dựa vào khoa thần học phù phép ảo thuật đã biến núi tội thành con chuột, kẻ cướp thành thầy tu và quỷ sao tăng thành người có diện mạo ông thánh. Lời 8 trong chương 7, trong 7 chương tội mà giáo hội công giáo Roma Latin cáo thú. Có nhiều tội danh phải kể là vượt tội, mang cấp số cộng hay cấp số nhân. Ví dụ, giáo hội phạm tội A, muốn giấu kín và bưng bít tội A, giáo hội nhắm mắt phạm thêm tội B để bảo vệ tính bí nhiệm của tội A. Giáo hội bị cuốn hút vào quy luật đổ dây chuyền của những con bài domino. Giáo hội phạm tội C để bảo vệ các tội A và B. Thử tưởng tượng từ ngày giám mục mà Khao Chon đồng âm với con heo tiếng Pháp thiêu sống bà Joan of Arc cho đến ngày bà được phong thánh là hơn 400 năm. Các tòa giảng của giáo hội trên khắp cõi Âu Châu phải ăn gian nói dối và vu oan giá họa cho bà bao nhiêu lần. Giết bà cũng một tay giáo hội, phong thánh cho bà cũng một tay giáo hội. Nhưng có mấy ai được may mắn như bà? Hầu hết các trọng tội mà giáo hội phạm tại các tòa án điều tra dị giáo là tội đẻ ra tội theo cấp số cộng và cấp số nhân. Để cho độc giả dễ dàng hình dung và nhớ được những khu rừng tội ác này mà giáo hội La Mã đã gieo tai giáng họa cho nhân loại từ đầu thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay, chúng tôi xin thu gọn những tội ác này vào những đại tội ác như sau. Một, tội ác tôn vinh tất cả những chuyện hoang đường, phi nhân, phi luân, loạn luân, dâm loạn, gian tham, tàn ngược và cực kỳ mang rợ. Ngoài các kinh thánh cựu ước, tân ước như đã trình bày, những chuyện siêu hoang đường còn do chính giáo hội La Mã bịa đặt ra từ năm 325 tại hội nghị Nicea khởi nhóm vào ngày 20 tháng 5 năm 325. Trở về sau như Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Đồng Trinh, Lò Luyện Ngục, Giáo Hoàng Không Lầm Lẫn, Linh Mục Vũ Đức ở Detroit trao rao giảng Linh Mục là Chúa thứ hai, Đức Mẹ hiện ra, vân vân, rồi sắp xếp thành hệ thống tín lý Kitô. Hệ thống tín lý quái đản này được giáo triều Vatican sử dụng để lừa bịp tín đồ trong giả tâm thu vơ tiền của và củng cố quyền lực của giáo hội. 2. Tội ác theo đuổi tham vọng bá quyền trong mưu đồ thống trị toàn cầu, nô lệ hóa nhân loại bằng hệ thống tín lý Kitô cực kỳ độc hại như đã nói ở trên, và thi hành chính sách bất khoan dung đối với các tôn giáo khác hay các nền văn hóa khác. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ với những bằng chứng trích dẫn từ các nguồn tài liệu rất khả tín trong chương 1. Tổng quát về chủ trương và chính sách của giáo hội La Mã: tội ác sinh ra tội ác vì chủ trương theo đuổi tham vọng bá quyền, thống trị toàn cầu và nô lệ hóa nhân loại. Giáo hội La Mã lại lao vào những hố sâu vực thẳm tội ác khác như: A. Phát động các cuộc thập tự chinh do giáo hoàng Urban II 1088 đến năm 1099 khởi xướng vào cuối năm 1095. Hành động hiếu chiến này của giáo triều Vatican đã gây nên gần chục cuộc thập tự chiến khác tiếp theo, kéo dài từ năm đó cho đến năm 1293 mới chấm dứt.
Chính những đoàn quân thập ác thổ phỉ man rợ này đã tàn sát hàng triệu nạn nhân và hàng trăm ngàn gia đình lâm vào cảnh con mất cha, vợ mất chồng, khiến cho họ phải sống trong cảnh đau thương, khốn khổ, thiếu cơm, thiếu áo, thiếu tình thương của cha mẹ, của anh em và của chồng con. Không ai biết rõ con số đích thực là bao nhiêu triệu nạn nhân. Theo sách Công giáo Chính sử, con số nạn nhân bị giáo hội tàn sát trong các cuộc chiến này lên tới 20 triệu người. Tín điều về sự đày đọa vĩnh viễn là tín đồ của những kẻ ác ôn. Hãy nghĩ tới hàng ngàn trẻ con và những người vô tư mà đời sống của họ chất đầy ảm đạm. Những giáo lý này phải trải phủ trái đất với những đống xương vàng của những người dị giáo và học giả. Chúng ta thấy sự đàn áp ngoại đạo của Công Tăng Tin. Chúng ta thấy những cuộc thánh chiến, trong đó có tới 20 triệu người bị giết. Chúng ta thấy sự tàn sát bừa bãi đàn ông, đàn bà, trẻ con ở Jerusalem bởi Rockefeller. B. Thiết lập các tòa án xử dị giáo, rồi ra lệnh cho các đạo quân thập ác mở đường chiến dịch truy lùng và tóm bắt những người nằm dưới quyền thống trị của giáo hội bị tình nghi là không tuyệt đối tin tưởng vào hệ thống tín lý Kitô, hay bị tình nghi là không tuyệt đối trung thành với giáo hoàng, hoặc bị tình nghi là phù thủy. Trong những chiến dịch này, hàng triệu nạn nhân bị bắt, bị đem về tra tấn, xử lý, rồi bị kết tội là tà giáo, bị đem trói vào các cọc, rồi chụm củi khô và châm lửa thiêu sống cho đến khi cháy đen sạm hay thành tro. Con số nạn nhân bị thiêu sống có thể lên đến hàng trăm triệu người. Chỉ riêng tại chính quốc Tây Ban Nha và tại các thuộc địa của đế quốc này ở châu Mỹ Latin và ở Phi Luật Tân, con số nạn nhân bị các tòa án khốn nạn này tàn sát cũng đã lên đến 68 triệu người. Sự kiện này đều được sách sử ghi lại rõ ràng. Sách Smotrich viết chỉ nội trong thời kỳ thi hành chương trình xử dị giáo Tây Ban Nha, giáo hội La Mã đã tra tấn, gây thương tật và sát hại là 68 triệu. Và nhiều nạn nhân này cũng là những người Thiên Chúa giáo tin tưởng vào Thánh Kinh. 3. Tội ác cấu kết với các cường quyền địa phương để duy trì và củng cố quyền lực tại các địa phương ở Âu Châu, cũng như ở những nơi nào mà quyền lực của giáo triều Vatican đã vươn tới. B. Các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ để bành trướng thế lực thập ác ra ngoài lục địa Âu Châu. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong chương 6 với tựa đề là Vatican cấu kết với cường quyền và các đế quốc Âu Mỹ để đánh chiếm đất đai làm thuộc địa. Sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã, chương này có thể đọc online trên sachthiem.net. 4. Các tội ác vơ vét hết tất cả quyền lực về thần quyền cũng như về thế quyền vào trong tay giáo hội và biến giáo hội thành một cơ chế đế quốc độc tài, toàn trị, chuyên chính, tham tàn nhất, bạo ngược nhất và dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Vấn đề này cũng đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong chương 13 Những việc làm sáng danh Chúa của giáo hội La Mã, sách Tâm thư gửi nhà nước Việt Nam. Với những bằng chứng trích dẫn từ các nguồn tài liệu rất khả tín, chương sách này có 3 phần. Độc giả có thể theo dõi 3 phần của chương sách này bắt đầu bằng sachthiem.net. Tâm thư Nguyễn Mạnh Quang. Vì theo đuổi tham vọng bá quyền với giả tâm thống trị toàn cầu và nô lệ hóa nhân loại bằng hệ thống Kitô ngược ngạo giáo triều Vatican,
đã liên tục triệt để tiến hành không biết bao nhiêu cuộc tắm máu cực kỳ gian ác và vô cùng dã man, như nói ở trên, tàn sát hàng trăm triệu nạn nhân. Sách sự nói rõ là trong gần 2.000 năm qua, giáo hội La Mã đã phóng tay tàn sát gần 300 triệu lương dân vô tội. Sách Deception and Myth and Mind of the Bible ghi nhận: chúng ta đã biết được những gì trong 700 năm này. 3 triệu người thiệt mạng trong vụ cố gắng chiếm lại một ngôi mộ nằm trong vùng kiểm soát của người Hồi giáo. 10 triệu người bị giết hại do bàn tay của các tòa án dị giáo Gia Tô. 14 triệu người chết trong các cuộc chiến Gia Tô trong thế kỷ thứ 19. 30 triệu người thiệt mạng trong các cuộc chiến giữa các quốc gia theo đạo Kitô với nhau trong 2 thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. Từ thời Constantine đến nay, chiến tranh và chính sách áp bức của các chế độ đạo Phiệt Gia Tô đã gây ra cho hơn 200 triệu nạn nhân bị thiệt mạng. Và chúng ta phải kể thêm 23 triệu quân nhân của 53 quốc gia và các thuộc địa đã hy sinh trong các cuộc chiến do giáo hội phát động, và ít nhất 28 triệu nạn nhân chết vì bom, đạn, đói và bệnh tật hay ở trong các trại tập trung. Ngoài những cuộc tắm máu cực kỳ dã man trên đây, còn rất nhiều hành động siêu bạo ngược và dã man hơn nữa. Để biết rõ về những sự thật vô cùng khủng khiếp này, xin mời quý vị đọc và đọc chương 8 với nhan đề là Hủy diệt nền văn minh nhân loại và những thành tích tàn sát lương dân. Sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Chương sách này có thể đọc online. 5. Tội ác triệt để thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để xúc vật hóa tín đồ, làm cho họ mất hết nhân tính và biến người dân dưới quyền thành hạng người dốt nát về lịch sử, dốt nát về kiến thức tổng quát, không biết gì về tình từ dân tộc, mất hết tình cảm thiêng liêng đối với cha mẹ, anh em ruột thịt, không còn biết gì đến trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc. Chính vì thế mà Linh Mục Hoàng Quỳnh mới nói rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Về chính sách ngu dân và nhồi sọ của giáo hội đã được chúng tôi trình bày rất rõ ràng và khá đầy đủ trong các chương 74, 75, 76, 77, 78 và 79, sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Trong chính sách ngu dân khốn nạn này có những lời giáo huấn bất lương, đại gian đại ác, cực thâm độc được giáo triều Vatican cấy vào đầu óc tín đồ ngay từ khi mới chào đời, hay ngay từ khi mới bị cưỡng ép phải theo cái tôn giáo ác ôn. Trong trường hợp đương sự muốn thành hôn với người yêu là con chiên Kitô hay vì lý do nào khác, phần những lời giáo huấn bất lương cực kỳ thâm độc này sẽ được chúng tôi ghi lại đầy đủ trong chương 22 tập 2. Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ ghi nhận rằng Kinh Thánh đầy những chuyện dâm bôn. 6. Tội ác tạo cơ hội cho các chúa thứ hai trổ tài, tán tỉnh, dụ dỗ nữ tu, nữ chiên, các trẻ em phụ tế, các trẻ em trong các viện mồ côi và các trẻ em trong các trường học khuyết tật để chơi hoang, giải quyết vấn đề sinh lý. Nếu bị lộ ra trước công luận thì tìm cách bao che bằng trăm phương ngàn kế. Trên đây chỉ là 6 đại tội trong các chương 11 và 16. Chúng tôi sẽ nêu rõ hơn 26 tội danh để độc giả nhìn thấy rõ được phần nào những rặng núi tội ác mà giáo hoàng John Paul II năm 1978 năm 2005 và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican chỉ nói đại khái cho qua trong buổi đại lễ cáo thú 7 núi tội ác với Chúa của họ trong buổi lễ
được tổ chức tại quán trường Phaero trong kinh thành Roma vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000. Buổi lễ lịch sử này được diễn ra trước sự chứng kiến tại chỗ của khoảng gần nửa triệu người và hàng trăm triệu người khác ở khắp nơi trên thế giới theo dõi qua các màn hình truyền hình. Đó là hết chương 2. Thì mình xin làm ngắn ngắn thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời quý vị đón nghe tiếp chương 3 và chương 4 trong clip sau.